Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả các bạn Một cái ứng dụng kiếm tiền rút về ví Paypal hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín Thì ở cái ứng dụng này mình cho nó là top 1 Cái ứng dụng kiếm tiền về Paypal uy tín và hoàn toàn là miễn phí Và mình đã rút của nó là gần 700 đô rồi Nếu mà tính ra tiền Việt nó cũng rơi vào là gần 15 triệu rồi nhá Thì Hiện tại ở trong cái ứng dụng này nó đang có cái sự kiện Giúp các bạn có thể nhận được là 300 đô tương ứng với là 7 triệu Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn cũng như cách chơi và cách nhận thưởng ở trong cái ứng dụng này. Thì trước khi vào video mình cũng có quay một cái event để tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất của cái video đợt trước. Xem cái video đợt trước của mình có bao nhiêu comment đây. Thì bạn nào muốn tham gia event của mình các bạn nhớ để lại cho mình này. Số like kèm theo số điện thoại nhà mạng Viettel lào Momo cho mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay hai lần. Đó, quay hai lần Evan để tặng thẻ cho hai bạn may mắn nhất Bởi vì video đợt trước mình đã không quay rồi nhá Rồi xem nào Xin chúc mừng bạn 6 level này Lai số 42, số điện thoại là Momo Thì sau cái video này mình sẽ gửi một phần quà qua Momo cho bạn Đây là một bạn nhá Tiếp tục đến bạn thứ hai đây Mình sẽ chọn tiếp một bạn Đúng đủ hai bạn luôn để trao thẻ cho hai bạn may mắn nhất Xin chúc mừng bạn Nguyễn Duy Phương này, nay số 32, số điện thoại là Momo thì xin chúc mừng hai bạn nhá. Sau cái video này mình sẽ gửi hai phần quà qua Momo cho hai bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì vào chủ đề chính của ngày hôm nay, đây là một cái ứng dụng kiếm tiền rút về ví PayPal hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín. Ở đây thì mình cũng có rút của nó là gần 700 đô rồi. Tính ra tiền Việt nó cũng rơi vào tầm là gần 15 triệu rồi. Và hiện tại nó đang có cái sự kiện giúp các bạn có thể nhận được là 300 đô tương ứng với là gần 7 triệu tiền Việt làm Nam 6 triệu 9 đấy rồi cái đường link này tí mình sẽ để dưới phần mô tả của video Bạn nào mà chơi các bạn sẽ ấn vào đường link và làm theo như mình hướng dẫn Thì đây là cái đường link mà mình đã rút gọn rồi nên là các bạn có thể làm theo như mình hướng dẫn này Sau khi các bạn mở đường link lên nó sẽ hiện lên một cái phần là tôi không phải là người máy ở đây Các bạn sẽ ấn vào phần ô vuông này cho mình nó sẽ hiện lên những cái hình ảnh ví dụ như là xe đạp này, đèn giao thông. Các bạn chỉ cần chọn cho mình ba cái hình ảnh, sau đó các bạn ở vào phần xác nhận cho mình, nó sẽ hiện lên cái phần tích xanh ở đây. Rồi các bạn ở vào phần click vào đây để tiếp tục cho mình. Rất là đơn giản thôi. Ở cái phần này các bạn đợi cho mình trong khoảng là 5 giây này. Sau 5 giây này nó sẽ hiện lên cái phần lấy link ở đây cho các bạn. Rồi mình sẽ ở vào phần lấy link này thì đây là một cái ứng dụng bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách tải về cũng như là cách kiếm tiền ở đây cũng như là tham gia cái sự kiện nhận là 300 đô tương ứng với là gần 7 triệu 6 triệu 9 nó sau đó các bạn ấn được phần tải ngay này để nhận thêm thu nhập nó sẽ mở đến CH vào đây cho mình nhá rồi bây giờ mình sẽ ở nó phần cài đặt bạn nào mà chưa cài đặt thì các bạn ở vào phần cài đặt cho mình sau khi cài đặt xong ấy các bạn sẽ mở cái ứng dụng này lên bây giờ mình sẽ mở cái ứng dụng nó lên nhá khi mà các bạn cài đặt xong mở cái ứng dụng lên thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này. Thì hiện tại ứng dụng nó đang có cái sự kiện để giúp các bạn có thể nhận được là 6 triệu 936 nghìn. Đó, sự kiện giải thưởng tiền mặt này hoặc camera xe phần thưởng lớn nhất mà bạn có thể thu nhập được vào ngày 26 tháng 3 lúc 23 giờ và top 2 nhận thêm là 200.000 đồng tiền mặt và các bạn có thể nhận tiền thưởng vào ngày 29 tháng 3 nhá và đến ngày 29 tháng 3 thì các bạn có thể nhận được thưởng thì đây là một cái giải thưởng tiếp theo của cái ứng dụng này ở những cái giải thưởng trước thì mình cũng có nhận được 3 lần rồi một lần là 10 đô một lần là 5 đô và một lần là 2,5 đô 2,5 đô đấy là mình nằm ở top 30 cho tối tới top 50 nhá thì nó ứng dụng này nó có rất là nhiều sự kiện để các bạn có thể tham khảo và ở cái ứng dụng này mình đã rút được cổ nó là 660 đô rồi tí nữa mình sẽ vào và cho các bạn xem cái lịch sử rút tiền của mình đây là một cái ứng dụng đọc báo hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín giúp các bạn có thể kiếm tiền rút rồi bí PayPal sau khi các bạn sau khi các bạn đọc xong cái phần sự kiện, các bạn sẽ ấn phần tôi này cho mình để các bạn có thể liên kết với cái tài khoản của các bạn nhé. Bạn nào mà chưa liên kết cái tài khoản thì các bạn sẽ ấn phần tôi này cho mình. Ở trong cái phần tôi này thì các bạn sẽ ấn vào phần ở đây sẽ có một cái đăng nhập, nếu mà bạn nào mà chưa liên kết nó sẽ hiện lên phần đăng nhập ở đây. Các bạn sẽ ấn vào phần đăng nhập, sau đó các bạn liên kết cho mình với cái tài khoản Gmail của các bạn. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là quốc gia Việt Nam, nó sẽ hiện lên tên của các bạn đây, tên Gmail của các bạn ấy. Rồi nó sẽ hiện lên đấy nhá. Rồi các bạn sẽ ở đâu phần nhập mã lời mời này Ở đây nó sẽ có một cái hòm thư và có một cái phần nhập mã lời mời Các bạn sẽ nhập cho mình cái mã là 4302586 Để các bạn có thể nhận ngay 8.000 xu ở cái, ở cái phần thu nhập hôm nay Và 8.000 xu này là các bạn có thể rút về ví Paypal Có nghĩa là đổi ra đô và rút về ví Paypal ấy bạn nào mà không nhập cái mã ở cái phần nhập mã lời mời này thì các bạn sẽ không nhận được 8.000 xu đâu nhá. Và cái mã này mình sẽ để dưới phần mô tả cũng như là bên trên màn hình để các bạn có thể nhìn thấy và các bạn có thể nhập cho mình. Thì ở cái ứng dụng này mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách kiếm được nhiều xu và cách kiếm được tiền ở trong cái ứng dụng này có ba cách để các bạn có thể kiếm được nhiều xu. Thứ nhất là các bạn có thể đọc báo cho mình. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình một bài báo bất kỳ đi. Rồi mình sẽ chọn một bài báo nhá. Đây. Chọn một bài báo này chẳng hạn Ở đây thì các bạn chỉ cần kéo lên kéo xuống này cho mình thôi Và làm thế nào cái trong cái thời gian này Nó kiểu như một cái đồng hồ ấy Nó chạy sau khi hết cái thời gian này Thì các bạn sẽ nhận được là 30 xu ở đây Rồi mình sẽ kéo lên và kéo xuống cho nó chạy hết cái thời gian ở đây các bạn sẽ chờ một lúc này đây là một cái ứng dụng hoàn toàn là miễn phí và cực kỳ là uy tín đến năm 2021 này mình cho nó là top 1 luôn đấy top 1 những cái ứng dụng mà mình chơi miễn phí kiếm tiền về Paypal ấy uy tín đến thời điểm hiện tại bạn nào mà còn chưa biết đến cái ứng dụng này thì các bạn có thể tải ấn vào đường link bên dưới phần video cũng như là mô tả của mình để các bạn có thể là tải ứng dụng này về cho mình và làm theo như mình hướng dẫn nhá rồi mình sẽ chờ một lúc này Cứ vút lên vút xuống này như này cho mình thôi Sau khi cái khung này nó chạy hết Các bạn sẽ được cộng là 30 xu Cái số xu này thì các bạn có thể đổi ra đô Và rút về vì Paypal Đây mình sẽ kéo xuống phần bên dưới này. Có rất là nhiều phần này Để các bạn có thể tham khảo Đấy, trái cây các bạn có thể đọc qua cái bài viết Ở trong này cũng có rất là nhiều những cái bài viết rất là hay Để các bạn có thể tìm hiểu và đọc nhá Đây, rồi sắp hết rồi, chỉ còn vài giây nữa thôi là mình có thể nhận được là 30 xu rồi nhá. Rồi mình sẽ ấn vào đây để mình nhận này. Như vậy là mình đã nhận thành công. Đây ở trong này nó có một cái bảng quy tắc thưởng để các bạn có thể đọc xu ở đây nhá. Phần thưởng xu này, phần thưởng đọc hôm nay này, thưởng về tiền thưởng này, phần thưởng hôm nay. Đấy rất là nhiều 30 xu này đây là cái phần mà phần thưởng để giúp các bạn có thể đọc báo để các bạn có thể kiếm được xu. đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là cách đọc báo. thứ hai đó nữa các bạn có thể điểm danh hàng ngày cho mình. các bạn sẽ ấn vào phần này cho mình này. Đó, ở phần gần cột pin ấy, bạn sẽ ấn vào đây cho mình. Ở trong phần này thì các bạn có thể điểm danh hàng ngày cho mình. Ví dụ ngày 1 các bạn sẽ nhận được là 50 xu và từ ngày thứ hai trở đi thì cái số xu nó sẽ tăng dần lên là 100 này, 150 đến 200 nha Đến ngày thứ bảy thì các bạn có thể nhận được là 200 xu. Ở bên dưới này cũng có rất là nhiều này. Đấy, các bạn có thấy phần thời gian sự kiện này không? Các bạn ấn vào đây để các bạn có thể tham gia cái sự kiện nhận của nó là 6 triệu 900 nghìn. Bên dưới này là những cái trò chơi để giúp các bạn có thể kiếm được xu ở đây này. Cái phần xu đây là các bạn có thể chơi trò chơi và nhận tới là 500.000 xu nhá. Bên dưới này cũng vậy này. Còn có rất là nhiều phần mời bạn bè này, giành chiến thắng này. Đây là cái phần tiếp theo để các bạn có thể kiếm được xu. Còn có một phần nữa đó là các bạn có thể là đi mời bạn bè chia sẻ lên những cái nhóm kiếm tiền. Ví dụ như là trên Facebook này, Zalo này. Ở đây các bạn có thể kiếm được cả thẻ Garena nữa nhá. Nên là các bạn có thể giới thiệu bạn bè giúp các bạn có thể là kiếm thẻ Garena rút về ví PayPal hoàn toàn là miễn phí và không cần đầu tư là các bạn cũng có thể kiếm được tiền ở cái ứng dụng này rồi. Đấy là cái phần mà mình chia sẻ mẹo cho các bạn. Còn có một cái phần nữa đó là mình đã hướng dẫn các bạn là cách tạo nhiều Gmai để các bạn có thể là đăng nhập và nhập một cái mã ở một cái tài khoản cố định của các bạn ấy thì cái phần này nó rất là khó nên là ít người ít các bạn làm được Đấy là cái phần mà mình chỉ mẹo cho các bạn Nhưng mà rất ít là bạn làm được bởi vì chung một cái điện thoại nên là rất là khó làm Bạn nào phải có tầm 2 đến 3 cái điện thoại Có nghĩa là thay thay gmai liên tục để các bạn có thể nhập cốt như vậy thì các bạn mới đủ min được ví dụ các bạn chỉ cần làm vài gmai thì nó cũng không thể đủ min được ít nhất nó cũng phải vài chục cái gmai vài chục cái tài khoản thì các bạn mới đủ min để rút được nhá đấy là cái phần mà mình hướng dẫn những cái thủ thuật những cái mẹo để các bạn có thể kiếm được nhiều xu ở trong cái ứng dụng này rồi mình sẽ ở nó phần tôi và mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách rút tiền ở đây. Hiện tại cái số dư của mình đang có là 588.000 xu và đủ rút là 5 đô rồi, nhưng mà mình không rút, mình chờ đúng đủ 10 đô thì mình mới rút bởi vì mình toàn rút của nó là 10 đô thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ở nó phần rút tiền này và cái số tổng thu nhập xu của mình đây. Đó, mình đã rút được cổ nó là 664 đô rồi nhá Các bạn có thể nhìn thấy cái số thu nhập xu của mình rất là lớn phải không 664 đô tương ứng với là gần 15 triệu rồi Nếu mà tính ra vì tiền Việt là gần 15 triệu rồi nhá Đấy là chơi miễn phí đấy nhá các bạn nhá Rồi mình sẽ ở phần rút tiền và hướng dẫn các bạn khi mà các bạn ở trong phần rút tiền ấy thì ở trong phần rút tiền các bạn có hai phương thức rút tiền thứ nhất là các bạn có thể rút về ví paypal này thứ hai các bạn có thể lạp thẻ game ở phần lạp thẻ game này thì các bạn chỉ lạp về thẻ garena thôi ở đây thì có hai mệnh giá đó là 100 trăm và 200 trăm nghìn thì đầu đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn là rút về ví paypal thì ở đây min rút thấp nhất của nó là 5 đô tương ứng với là 500 trăm nghìn xu này 10 đô tương ứng với là 1 triệu 150 nghìn xu và 30 đô tương ứng với là 3 triệu 250 nghìn xu thì ở đây thường thường mình toàn rút của nó là 10 đô thôi hiện tại mình cũng đang đủ min là 5 đô rồi các bạn chỉ cần ấn vào sau đó các bạn sẽ nhập cho mình cái gmail ví paypal của các bạn vào sau đó các bạn ấn vào phần rút tiền và nó sẽ kể từ 5 ngày làm việc để nó sẽ chuyển tiền cho các bạn nhá thường thường là cứ thứ hai hàng tuần là cái ứng dụng này nó sẽ trả tiền qua paypal cho các bạn rất là uy tín vì mình đã rút của nó là 664 đô rồi nên là các bạn có thể tham khảo và chơi luôn cái ứng dụng này cho mình còn bên cái phần nạp thẻ game này ở đây thì các bạn có thể nạp thẻ Ganana cho mình này 100.000 và 200.000 tương ứng với là 500.000 xu và 1 triệu xu bạn nào mà chơi game ví dụ như là những cái game mà cần đến thẻ Ganana thì các bạn có thể quy đổi ở đây và nó cũng xử lý rất là nhanh có rất là nhiều bạn hỏi mình là cái mã này nó sẽ gửi về đâu có nghĩa là các bạn nhập cho mình cái Gmail ấy cái Gmail nó sẽ gửi mã mã về Gmail cho các bạn để các bạn có thể là À, chuyển thành tiền ở những cái ứng dụng game của các bạn đấy đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là cách lạp à, rút thẻ Garena nhá rồi mình sẽ cho các bạn xem cái lịch sử rút tiền của mình các bạn sẽ ở nó phần hồ sơ cho mình ở à, trong cái phần hồ sơ này đấy mình đã rút thành công của nó này thanh toán hoàn tất này mới ngày 23 tháng 3 thôi là mình đã rút của nó là 10 đô tương ứng với là 1 triệu 150.000 xu ngày 15 tháng 3 này đó, à, mùng 8 tháng 3 này 26 này có rất là nhiều luôn mình toán rút là 10 đô thôi các bạn có thể xem lịch sử của mình đều là thanh toán hoàn tất đấy rất là uy tín đối với cái ứng dụng này và mình cũng có rút cả về sim nhá ngày trước đó nó có cả rút về sim cơ bây giờ nó lại chuyển sang thẻ Garena rồi ngày trước là mình rút về sim này mình rút của nó 300 nghìn một lần là 200 nghìn tổng cộng mình rút là 500 nghìn tiền về sim ấy đấy rất là uy tín và thanh toán đều hoàn tất rồi thì đây là một cái ứng dụng kiếm tiền ví PayPal hoàn toàn là miễn phí và rất là uy tín đến cái thời điểm hiện tại mình cho nó là top một cái ứng dụng kiếm tiền về PayPal uy tín và miễn phí nhất nhá thì ở cái ứng dụng này bạn nào còn không hiểu hoặc là thắc mắc gì các bạn có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với mình mình sẽ hướng dẫn thì video của mình kết thúc ở đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình xin chào tất cả các bạn